tại gian bếp của đài Chiến Ẩm Thực rồi. Nói nghe nè. Sao ạ? Cá rồi đã tanh. Ủa? Rồi xong rồi. Xong rồi nấu cái gì? Cà ri. Cà ri. Chắc ngon. Hết tanh. Tanh nó mới khó. Gà không tanh đúng không? Nướng sao cho tanh lên. Nó mới khó. Thôi. Rồi bây giờ bên đây là cà ri cá. Bên đây là gà nướng cơm lam. Ngay bây giờ thời gian nấu ăn dành cho hai đội xin phép được bắt đầu. Quạt nha. Yeah. Rồi đi nha. Đây quạt cho mày. Đây có phục vụ luôn. Bên đây làm cái gì vậy? Bên đây đang gọt khoai không nhìn thấy hả? Sao à, bị đuôi, bị đuôi, bị mụn ta. Bên đây bây giờ đừng làm cái gì vậy? Làm gì kệ anh ta. Không tương tác luôn. Ngoại làm gì cho ngoại? Mày mù à? Mù luôn. Anh làm gì vậy? Anh đang nhóm lửa nên nấu nước sôi lên á. Dạ em thấy mà trả lời như vậy. Nãy giờ tao quạt cho ngoại nè ngoại. Trời ơi nó bay nè. Đâu? Tao chỉ một cái. Nó bay tùm lum nè, trời ơi quạt nó bay tùm lum kia kìa. Nó bay đây nè. Trời ơi. Ba trời quá đất rồi. Trời ơi. Phá của người ta cái gì vậy trời ơi bay nè. Nè 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 nè. Cái đội này có thật sự là muốn nấu không? Mình có kinh nghiệm về nấu ăn hay không? Hà đã coi rất nhiều chương trình nấu ăn. Ừ. Ủa chứa mình đập đó. Cái đội này nè, cái đội này hơn. Là dạ, cái đội này là ít. Không có hợp. Ha, đừng. Đừng. Trời ơi. Tiêu nếu mà cái đội này cũng gây lộn đó. Trời ơi con ơi. Hãy đã coi rất là nhiều chương trình phim hoạt hình rồi. Trời ơi mày điên hả? Nấu ăn mày coi phim hoạt hình. Rồi, bây giờ sẽ là thử thách. Xin mời chị Nè He và anh Long Chuôn hát lô tô. Từ 1 tới 10. Ý nhột con số 1. Tay làm hàm nhai con số 2. Mà Long Chuôn không hát. Hát đi, vậy mình hát lại câu đó đi. Su su thảo mai con số 2. Ờ, cũng được luôn, tôi bên đây. Cao lên bà, con số 3. Cao lên bà, con số 3. Chẳng nói nên câu. Hát thêm 2 câu nữa mình tăm tay. Thì sao không có một số ra số đó nè. Cao lên bà, cho vô mau giao. Ừ. Cô thương cao gì cho không khóc nhà con số 3 đâu. Ủa? Nhà là ba đó. Khóc nhà. Khóc nhà hay khóc nhà? Khóc. Khóc nhà, nhà đi. Khóc nhà. Khóc ở nhà là con số 3. Hát thì nói như vậy thôi. Rồi. Bước vào đây số 4 nè. Đi buôn phải cần vốn con số 4. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Ăn cơm. Số 5 đi. Ăn cơm này phải mâm mâm con số 5. Nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình đó. Rồi số 6. Chim kêu trên nóc chuồng bò. Sau đây điều lý câu hò lời ca. Hà Nội có chợ hàng gia con số 3. Sai rồi. Thì là sai một cái rồi. Ủa vậy hả? Làm lại số 6 mới được. Nấu ăn là một kinh nghiệm xương máu con số 6. Mắt con nai giọt nhảy con số 7. Rồi tới bên đây. Nhìn mặt su su muốn đi ăn cám con số 8. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Nghe là nhìn em cái là muốn làm heo. Số 9 nào. Chị 9 đường cò, con số 9. Đi hả? Thôi, 1, 2. Cô kia tát nước bên cồn. Nhìn em anh muốn xính dính con số 9. Thôi. Thì nghe ngồi cái gì trời. Tự nhiên cái thấy lô tô nó xuống cấp dễ sợ. Rồi, số 9 rồi, bên đây. Số 10. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Con số 10. Hay quá. Ý nhột, có người rồi. Cái này tình nhà quá anh hả? Hết rồi. Sống thảnh thơi quá à. Bên đây ta thảnh thơi, ta khỏe. Bên kia thấy vất vả. Xong rồi, bên đây xong rồi. Mà đây, bên đây cái món ăn cũng nghe mùi sữa nữa nha. Mời vào đây. Rất là thơm. Sa. Kính thưa quý vị, chú gà này đã được ướp tẩm bằng những công thức gia truyền bí mật bao trăm năm qua ở Buôn Mê Thuột. Bao trăm năm? Trong khi chúng tôi đi rừng và chúng tôi đã bắt được cái bí quyết này. Và hôm nay chúng tôi sẽ làm một món gà nướng
Cơm lam. Cơm lam. Đưa các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Vâng thưa quý vị, còn ở bên chúng tôi đây, như quý vị đã nhìn thấy, chúng tôi có cà rốt này, khoai lang này, khoai tây này. Và đây chắc chắn sẽ là một cái món nghe vừa lạ mà vừa quen. Như đúng bản vậy. Thân tôi là tôi chưa nghe bao giờ nhá. Khoai lang tây. Rồi tiếp đi cưng. Bạn hay nấu cà ri gà, cà ri bò, cà ri heo. Nhưng ngày hôm nay tôi quyết định nấu cà ri cá. Khi mà chế biến nó có khác cái gì khi mình nấu cà ri gà hay cà ri bò hay không? Gia vị giống như nhau, chỉ khác lấy cái vị thôi. Nhưng mà quan trọng là thịt cá đúng không ạ? À, quan trọng là mình xử lý cá. Xử lý cá là sao cho nó tăm, thịt tăm, nó gớm, thịt gớm á. Đó, thì cá cờ kiếm là một loại cá cực kỳ dai và béo kinh khủng khiếp, ngon lắm luôn. Nói chung á, là để mà chọn được cá dai, cá ngon, cá thơm, không tanh, chọn cá vua biển đi cho chắc nha. Được cái gì con, đứng quay vào đây. Thổi nhưng mà gì sổ với đấy. Những cái này nó cũng phải có kỹ năng. Còn ướp 130 con gà ai không làm được. Ai không làm được. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tôi thấy gà nướng mình đừng la. Sao vậy? Kỹ năng ở cái chỗ là mình pha cái nước để ướp gà. Hạt nêm bao nhiêu hạt? Bao nhiêu hạt ngoài? Đếm hả? 178 hạt. Bao nhiêu cái hạt mì chính hả? Không, ở đây không ăn mì chính. À, vậy à? Chỉ cho sơ sơ là khoảng nửa ký. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. 101. 101 là 101 tiền? 101 hột ấy. 110 hột. À, thầm quá. Ví dụ đi, múc vừa cái mày hả? 50. Ngoài đếm bằng niềm tin luôn hả? Có thể đếm đây đây, có đếm như này hả? Này nhiêu, đếm nhiêu. Để sao không? 101. Đếm đi coi. Trời ơi là trời. Thôi là ngồi đếm chắc có tới tập sau luôn. Thầy thơm quá à. Mà không cần chia nó cũng không bị tanh luôn. Khi mà con muốn quạt một cái con gà đó, con thả hồn ra, con tập trung vô, con yêu thương, không đấy, con quạt nhẹ nhẹ thấy không? Chứ không phải con quạt thả như vậy. Hello. Là con gà nó tức, nó tức thì cái thịt nó sẽ không có ngọt. Đó. Mày cứ để yên như thế. Hay à, coi lấy nhờ, nhìn nhẹ cái tay đi. Đấy, rồi này, được chưa? Rồi con quạt nhẹ nhẹ thôi. Êm ái, tươi cười, mình thấy không, nó cười kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì ăn nó mới ngọt. Quạt nhẹ thôi con. Quạt lên. Đúng, 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 chỗ đó luôn, đúng rồi, quá phê, quá phê. Quạt xuống nha, có là đấy, nếu mà con có từ bi thì con tụng kinh cho nó luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng, 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 chỗ đó luôn. Ngoài đang làm đám ma cho con gà hả? Không có. Muốn quạt cho con gà nó vui. Em đi vô đây em ngồi thử cái chỗ này coi. Sao rồi? Rồi. Em hướng quạt em vui nè. Em hướng quạt em vui nè. Khi mà con em gà vui mà nó vui á là cái thịt nó sẽ khác. Dạ không anh? Còn khi mà nó không vui con cái thịt nó khác. Thế con tím bầm mà. Trời ơi cái này nó giống như chồng em đánh em vô mặt em gì đó hiểu không? Nó tím. Tím như anh vui. Em vui nhưng mà cái mặt em nó tím không có đúng đẹp. Rồi nó không có đẹp. Hiểu không? Còn khi mà chồng em hung em ửng cái mặt em lên đẹp không? Không thích. Nhưng mà không thích nhưng mà thích nó là đẹp. Hiểu không? Hiểu không? Giống như con gà này thấy không? Thấy thịt nó hồng không? Nhưng mà nó không thích. Nó thích. Thích không? Nó cười kìa. Cười sao? Thấy nó cười không? Nó cười đó la cái gì? Cái mặt cười mắt nó là mặt đăng quản đó. Ôi trời ơi mày to như mày trời ơi cái mỏ này mày to vậy. Cái mỏ nó nè. Nó đang la làng mới trời. Nó về đó chứ. Để qua bên đây coi coi. Nó hần lắm mấy nghe. Cà ri cá dữ chưa? Ngoài có thấy một cái mùi nó bốc lên rồi chưa? Không, mùi này không phải là mùi cà ri rồi. Chính là có tuổi mà cố chấp ha. Ngọt vừa vừa thôi. Không công nhận cái gì của ai. Trời ơi bên kia nó phá nhà ngoài ơi. Phá đi con. Hả? Cái gì mà cổ xúy người ta phá nhà như đưa vậy? Đưa cái cơm lam đi kìa. Con đi mua không? Cà ri cá sắp hoàn thành. Bây giờ mình mặc với bộ đồ Tây Bắc
Triều hãy hát một bài gì đó đi. Na 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 na. Đó, sau khi mình nướng xong mình cắt đến chín rồi đó. Đấy, mới phụ. Hôm nay mẹ lên non, một mình em lên non thơm đôi vàng. Nước xuôi trong thì thầm, cỏ xòe ô che lắng, lăm mặt đường em đi. Hay quá. Thăng 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 thăng. Rồi, với một bộ trang phục Tây Nguyên như vậy, xin mời Long Chuông thể hiện một bài hát gì đi. Xin thay một thu cô đôi ngàn. Hát sai địa danh. Bầu trời cảnh phát. Hay quá em ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Có tiếng hò reo vang lừng trên rừng tùng, gió rung sao xác kia đỉnh sườn non, đá vách treo leo kia dòng sông thương, nước chảy trong veo. Cô về, cô xin cô về, chào cô, cô đẹp quá. Bắt lâu lâu của con nhỏ xa xa. Hai ba. Bàn sai đó chiều lục cung, nà 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 nái vốn dòng sơn trang, cánh cô hay mang trúc mang vàng. À, vốn lửa lên nào cho khả nào. Đêm 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 anh đuốc lập lòe, tai nghe tiếng thú thu rừng gọi nhau. Đuốc ai sáng tỏ đếm thâu một vầng trăng sáng đốt tươi rừng già. Trên ngàn thang lắm quả nhiều hoa. Chưa biết hỏng rồi hả? Cháy không mày ơi? Rồi, rồi. Trời ơi, trời ơi. Có thật sự là muốn dập không vậy? Ôi là trời, thiệt cái tình. Rồi, trong thời gian mình hát thì con gà mình cũng đã đầu thai 4 lần. Đã khét rồi. Chúa voi con ở bàn đôn, Chúa có nghe nên con trẻ con, từ rừng già cho đến vui đời, rất ham ăn với lại ham chơi. Ôi trời ơi. Voi con ơi. Voi con ơi. Mình được không? Con cố quá nha. Được rồi, tới đó được rồi. Gà con ơi, con hãy tươi lên nè con ơi. Ôi, con gà gái lé té lé té rồi à. Thơm lắm con nè. Cô này mới quan trọng nè, bỏ cá vô nè. Mà công nhận luôn nha, cá cờ kiếm, nhìn nó rất là chắc luôn. Mày bói được thấy không? Đấy. Trời ơi, tao nói gia cảnh thì là hạnh phúc. Đấy. Thôi là gia can thì là ô cùng, vô cùng là sung sướng. Rồi tao nói đường tài dần nó mở rộng ra ngoài. Tiền vô như nước sông Đà mà tiền ra nhỏ giọt như giọt cà phê. Trời đất ơi. Hai đồng đội là sàng với nhau nha. Nhất không? Đứng đi thì đứng nhất. Đi về nhà thì ở công danh sự nghiệp lên. Mà nói không nội dung, nói chuyện không nội dung. Dễ thương không? Cái miệng ăn nói hoa hòe bung ra. Trời đất ơi đấy. Cái cánh thì xòe như đại bàn mổ. Đây. Bây giờ anh vậy, nãy nghe làm thơ hay quá. Bây giờ hai đội chơi nè, mình nói thơ cho nhau. Chứ cha cô làm nước mỡ của trời quên. Đó, con... nói một câu thơ đi. Hôm nay trăng sáng như gương, nhìn mặt chiều bỗng muốn tương vào hàm. Câu khác luôn. Buông mê hiếu khách yêu người. Ngoài người. Yêu đây chứ chẳng yêu người bên kia. Người bên kia. Rồi xin mời một câu mới. Gà đây nướng quá thơm lừng, cà ri đây cũng tưng bừng mùi thơm. Trời ơi. Xuất sắc vậy đó. Một câu mới, câu 6 đi. Có hai bà cháu hơi khùng. Hơi, đây à, hơi khùng. Kèm theo con nhỏ dẫn chương trình điên luôn. Hay luôn. Hay luôn. Bên kia hai ả cũng khùng.
bên kia hai ả cũng khùng. Bên đó có đứa vừa lùn vừa cao. Bên đó có đứa vừa lùn vừa cao. Mày cao hơn tao. Không, người ta nói con đọc lại thôi. Ngoại hà là chúa lắm mồm. Rồi rồi, tới công chuyện này. Người ta bắt đầu tuyên chiến với ngoại rồi đó. Mồm duyên mồm dáng, không phải hồ đồ như kia. Ngoại đang đứng đó giả chày. Ngoại đây gì? Ngoại đây đứng đó giả chày. Giả đi giả lại bầy nhầy thấy ghê. What? Đây là một loại muối chấm ăn với gà nướng tuyệt vời. Em là có lấy một ít lá ngón. Ủa lộn. Ngò gai. Ngò gai. Tỏi, ớt, chút xíu bột nêm. Xong rồi chỉ muối. Rồi đánh giã nhuyễn là thôi với ớt. Trời đất ơi. Ngon. Thấy chưa? Thấy ghê không? Ghê. Ghê là ngon ghê. Nhìn ngon ghê. Nhanh gọn nhẹ nha. Tôi xong rồi. Tới giai đoạn mình chuẩn bị sắp xếp. Giống như cà ri nề đường đấy, kiểu là cà ri bình thường ngoài đường đấy, hiểu không? Cà ri vậy thôi chứ không có nét gì. Vô hồn. Thì chả dao. Thì chả dao. Mình hút được một miếng đi. Thì đủ. Hiện cái hình ra. Cái hình này cái gì mà đúng rồi. Dục những chén chua khay này. Cái đây hút vô một cái, tôi tuột ra biết bài gì hết trơn. Nội mà nó quay và nó đảo không như thế này không là cái người ăn sẽ bị rối loạn tiền đình. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chóng mặt. Trời ơi. Chóng mặt đấy. Khó nuôi. Gì? Ung thư. Ôi trời. Ăn chay sẽ bị ung thư. Đúng vậy. Tất cả mọi nơi khi người ta nướng đều như thế cả. Đem lên là bắt đầu họ phải cạo ra. Họ phải phi tang đi đi. Thôi. 30 chưa phải là tết. Hay. Phải chờ động quá. Hay. Hà nói như vậy làm Hương mường tượng đấy. Cách đây một tuần lễ. Là sao? Có cái gì phi tang đây. Quên rồi. Dọn ra dọn ra dọn ra. Úi dồi ôi. Anh hôm nãy á, anh chạy nha mà anh rất là tỉ nó từng cái chi tiết một. Mày nhiều quá. Ôi trời ơi trời cái gì vậy? Trời ơi. Con dao này của mình đâu rồi? Đầu trộm đuôi cướp. Bây giờ nó nhiều nó bị hư dư. Con dao. Đó. Trời ơi, quá không? Công phu rồi. Đó. Ở đây trang trí cả một người con gái luôn. Được rồi, thấy chưa? Nếu món ăn không thì nó ngon hơn. Nếu món ăn không thì nó ngon hơn. Nhiều đêm tôi khóc khi thấy mình cô đơn. Nỗi buồn của tôi có ai thấu được. Về với anh đi. Anh sẽ đưa em lên đồi mà hát. Thôi tôi sợ lắm, tôi cũng quay lại. Kính thưa quý vị, đây là một con gà mái chạy bộ nha. Gà trống, gà trống. Gà trống. Ôi là là. Dạ, kính thưa quý vị em lộn. Bởi vì con này nó cũng là con trống. Ê, con gà mái. Con gà trống hay có con mái ngồi đây. Rối loạn làm sao okay. Cả. Đây là con gà trống mà ở trên đây là một con gà mái. Nhưng mà nó là con trai. Đúng không?
Thôi kể đi. Ủa, qua đi. Đi qua. Ê, thà đi mình đi. Nếu mà mình bỏ phần thuyết trình đi cũng được á. Chứ không ai yêu cầu. Thuyết trình nó ăn nghe dở liền. Đó thì con gà dở luôn. Chúng ta sẽ được cái gì? Trí. Trí. Ý dũng. Đi dũng. Sống đôi. Đó. Dình nghiệp. Dạ. Đó. Và đây là cái cây trúc có là tượng trưng cho sự được bền bỉ, cho một sự là bắt não ta dài niên. Tài đức dạng toàn, vững gia phong. Đó. Nghe là mình ăn gà hay mình ăn chay mà nghe không giống như đi chùa. Và trong cái gì cái lam này. Cơm lam. Cho là nó chứa đựng tất cả các tài nguyên khoáng sản của Việt Nam. Đó là gì, là gạo. Gạo là hạt ngọc trời cho. Thấy không? Là của đất trời được đậm chất tình cảm của hai ngoại cháu đó, nướng bằng tất cả tâm sức và được đốt lửa lên của cái gì cái mà thằng Tề Thiên mà nó chui lên đấy. Chưa cạo kìa. Quả diễm sơn. Quả gì cho lửa hỏa diễm sơn. Đấy. Mấy phần chỗ cháy đen chưa cạo hết kìa. Chúng tôi đã xong rồi đó. Rồi, giờ qua bên đây. Đây bên này để em nói qua nha. Mọi người có thể nhìn thấy những cái âm hưởng của núi rừng ở trong những cái quả này. Âm hưởng không có liên quan. Núi rừng thì mới có cái này chứ biển làm gì có những cái quả như thế này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn cá ở đây là cá biển. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chúng ta có những cái người ta gọi là núi biển non sông hòa hợp. À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, những bông hoa này là tượng trưng cho những cái sự tỏa sáng và những chất lượng của món ăn. Hoa nó chưa chín cả. Không, nó chỉ mang cái tính chất mang tính chất là tượng trưng, có nghĩa là chỉ trang trí thôi. Trang trí. Bốn cái hoa này tượng trưng cho bốn chúng ta đó. Không, wow. không. Bốn nó là gì? Là trong phong thủy là rất là sai nè. Sinh lão bệnh tử. Được. Vậy thì thôi mình bỏ cho một cái nó cho em vô. Đó là sinh. Sinh. Đó, rồi. Tại vì nó kêu là tứ. Rồi đấy. Ngắn gọn là bao nhiêu, anh kêu dùng cái đi. Với những cái gia vị rất là phổ thông và dễ tìm. Chứ cái đây chứ không phổ thông. Bún, bánh mì, khoai tây, khoai lang, cà rốt và cá vua biển rất dễ tìm. Mà có thể có những bữa vui vẻ xung vầy. Chắc bây giờ ăn những cái mình nghĩ đến từng cái bước một coi là cái món ăn của mình có thực sự ảnh hưởng đến người ăn hay không. Ảnh hưởng, món ăn này có ảnh hưởng tới người ăn hay không ạ? Có. Bởi vì sao, chúng tôi đã điều tra rồi, 99% dân số thế giới đều thích ăn đồ nước và đều thích ăn gà. 99% những người mà ăn á là cái nước dừa mà nấu mà không kỹ thằng tè lem chắc. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước cực kỳ quan trọng trong chương trình đại chiến ẩm thực, đó chính là chấm điểm.